Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Ở bài học trước, các con đã được đi tìm hiểu và nặn chiếc bánh sinh nhật. Hôm nay, cô trò chúng mình lại gặp nhau trong môn học mỹ thuật lớp 2, chủ đề 3, gia đình nhỏ, bài 9, sinh nhật vui vẻ. Mục tiêu bài học: học sinh nhận biết được chấm, nét, hình, màu trong tranh vẽ. Học sinh chỉ ra được sự kết hợp nét, hình, màu để diễn tả hoạt động trong tranh. Học sinh vẽ được bức tranh diễn tả buổi sinh nhật vui vẻ. Học sinh nhận ra được sự hài hòa, nhịp điệu trong tranh, cảm nhận được sự đầm ấm của buổi sinh nhật trong bức tranh. Để buổi học đạt hiệu quả, các con cần chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy. Bài học gồm 2 tiết. Chúng mình cùng nhau học tiết 1. Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động trong buổi sinh nhật. Các con hãy quan sát những ảnh chụp sau và trả lời 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, có những hoạt động gì diễn ra trong buổi sinh nhật? Câu hỏi 2, không khí của buổi sinh nhật diễn ra như thế nào? Trong buổi lễ sinh nhật, chúng mình thường cùng người thân và bạn bè thổi nến, hoặc chụp ảnh lưu niệm, hoặc có thể cùng nhau phá cỗ hay chơi trò chơi. Hay chúng mình cũng có thể được người thân hay bạn bè tặng quà chúc mừng. Trong buổi sinh nhật thì thường được trang trí bằng bóng bay, bằng chữ. Chúng mình thường đội mũ sinh nhật, nhà cửa cũng được trang trí bắt mắt. Trong buổi lễ sinh nhật, không thể thiếu bánh sinh nhật và không khí thì rất vui vẻ, náo nhiệt. Để vẽ được bức tranh về buổi lễ sinh nhật, chúng mình sẽ thực hiện theo những bước nào? Các con cùng nhau đi tìm hiểu cách vẽ. Các con có thể vẽ một bức tranh về buổi lễ sinh nhật theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, vẽ hình chiếc bánh sinh nhật. Bước 2, vẽ hình ảnh người và đồ vật xung quanh. Bước 3, vẽ màu. Bây giờ, chúng mình cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách thực hiện. Thank you.
Các con hãy quan sát một số bài vẽ tham khảo của các bạn học sinh để có thể học tập và ứng dụng vào bài vẽ của mình. Bây giờ là thời gian thực hành của các con rồi đấy. Nội dung thực hành ngày hôm nay là con hãy vẽ bức tranh sinh nhật vui vẻ theo ý thích. Tiết học hôm nay của chúng mình đã kết thúc. Các con cùng nghe dặn dò bài sau hoàn thành sản phẩm ở tiết 1. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ. Chào mừng các con học sinh quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 2, chủ đề 3, gia đình nhỏ, bài 9, sinh nhật vui vẻ. Tiết 2. Ở tiết học này, các con tiếp tục thực hành với nội dung hoàn thành bức tranh sinh nhật vui vẻ mà các con đang vẽ ở tiết học trước. Trước khi chúng mình thực hành, các con hãy quan sát lại một số bài vẽ tham khảo của các bạn học sinh để hoàn thành bài tốt hơn. Sau khi hoàn thành bài vẽ, các con hãy trưng bày, giới thiệu sản phẩm và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình với mọi người trong gia đình. Cô gợi ý cho các con bằng hai câu hỏi sau. Màu sắc tạo nên nhịp điệu trong bức tranh của con là gì? Và không khí của buổi sinh nhật trong bức tranh của con như thế nào? Con hãy chia sẻ với mọi người trong gia đình nhé! Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, các con cùng quan sát bức tranh của bạn Lâm Nhật Tiến vẽ bằng màu dạ và nhận xét về nét, hình, màu tạo nên nhịp điệu trong bức tranh. Trong bức tranh, bạn sử dụng màu lạnh là màu xanh lá cây và màu lam, đan xen vào màu nóng là màu đỏ, màu cam, tạo nên nhịp điệu của bức tranh. Nhịp điệu màu đỏ tạo nên trông rất vui mắt, toát lên được không khí vui vẻ của buổi lễ sinh nhật. Khi vẽ tranh, các con cũng nhớ kết hợp hài hòa giữa màu nóng, màu lạnh, màu đậm, màu nhạt sẽ tạo nên bức tranh đẹp hơn. Những người trong buổi lễ sinh nhật được bạn sắp xếp có trước, có sau, bên trái, bên phải cũng tạo nên bố cục vui mắt và hài hòa hơn đấy. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, khu rừng rậm rạp, 2 tiết. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy báo, hồ dán cho bài học ngày hôm sau. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.